khuya đang sáng con ơi. Ai cũng gọi anh là chuối. Có lẽ vì chưa bao giờ anh đi đứng được vững vàng, người cứ quặt quẹo. Mới sanh ra rồi cũng yếu đuối vậy, rồi tới 6 tuổi thì ảnh là bị bệnh rồi như vậy luôn tới giờ. Chú uống nước suối, uống cà phê. À, uống nước suối. Uống nước đi chú. À. Ăn lâu lắm rị họ. Hôm qua có con có bị mắc mưa không? Không rồi. Không có mưa hả? À. Anh hay tự ái lắm. Anh tật nguyền. Ai nói anh là anh tự ái, anh không có lợi nữa. Nhưng mà đổi lại mấy cái người mạnh khỏe hơn anh, không có giúp cho cha mẹ, anh còn nuôi gì. Bà Hai có 3 người con, nhưng chỉ có người con yếu ớt này đã biết giải nắng dầm mưa để nuôi mẹ. Chân tay co quắp, ra đời nhiều thua thiệt, nhưng anh cũng đã có gần chục năm bán vé số. À, ngày Tết đó, kêu nghỉ đi con, cũng không nghỉ, giận hờn không nghỉ. Ngày giỗ ngoại hay là giỗ cha, kêu nghỉ cũng không nghỉ, cũng đi hoài vậy. Ngày ăn có bữa cơm chiều thôi. Cũng không ít lần té đau, mất số, hụt tiền, nhưng dân xóm chài ngày nào cũng thấy anh chuối xuống phà để qua bến Ninh Kiều. Bên đó anh đã quen đường, con đường mưu sinh vì bữa cơm của anh và cả của mẹ. 100 tờ vé số mỗi ngày với người bình thường đã khó, với anh lại càng nặng nề hơn. Nhưng nếu bán ít đi thì trừ tiền xe, tiền phà, tiền ăn, anh sợ không còn lại gì cho mẹ. Phát âm khó khăn nhưng anh luôn cố gắng nói lời cảm ơn với khách hàng. Còn với chúng tôi, những người đi theo và cần được nghe nhiều hơn, anh đã chọn một cách khác để trò chuyện, cách mà anh thường dùng để tự giới thiệu về mình. Những nét chữ cũng được viết ra khó khăn không kém gì phát âm, nhưng dường như nó giúp anh diễn đạt đầy đủ hơn về suy nghĩ của mình. Anh trả lời rất rõ ràng từng câu hỏi. 47 tuổi, tên Nguyễn Nhân Sang, đi bán vé số vì thấy vui, được đi sẽ không bệnh đau. Điều khó khăn nhất mà anh sợ cũng chỉ đơn giản là bị ế. Lúc cao hứng, anh viết luôn sở thích của mình là nghe ca cổ. Tuy nhiên, dòng chữ cuối cùng được viết khi không còn câu hỏi nào lại là dòng chữ mang sức nặng thông tin lớn nhất. Mẹ là nhất trên đời. Chữ hiếu đó tròn đầy, làm lành những khuyết tật, khiến anh hơn ai hết không phải là người cần tình thương, mà là người khiến kẻ khác phải nhìn lại cách yêu thương của chính mình. Anh không chỉ là người bán vé số qua đường, với từng con phố, anh là người quen, là nhân vật mà nhiều người thích nhìn ngắm. Vì cuộc sống mà phải như vậy thôi, cố gắng. Ngày nào cũng làm lại chứ, sáng có nào cũng lại chứ. Lại xong rồi đi bán. Không biết trong lòng người đàn ông 47 tuổi khấn nguyện điều gì. Chỉ biết rằng anh đi bán bấy nhiêu ngày thì đã khấn bấy nhiêu lần. Có lẽ đó là điểm tựa, là nơi nghỉ chân, là cách anh tìm lạc quan để mang theo trên con đường nhiều gian nan phía trước. Ha ha ha.